Con xuống lượm lá chơi đi, để mẹ nói chuyện với ba một chút nha. Dạ. Anh xin lỗi em. Anh thiệt là vô dụng. Anh rất muốn làm điều đó cho con gái của mình, nhưng kết quả xét nghiệm lại không thích hợp. Đó không phải là lỗi của anh, là do ông trời không thương tụi mình. Nhưng dù sao anh cũng đã quay về bên mẹ con em. Dù sao, những ngày này bé Tiền cũng có cha bên cạnh. Em rất biết ơn anh vì điều này. Bao nhiêu năm nay anh là kẻ hèn nhát, anh trốn chạy, trốn bỏ trách nhiệm của mình. Vậy mà em và cậu Út không một ai trách mắng anh. Anh thấy mắc cỡ, mắc cỡ vô cùng. Phượng, từ nay anh sẽ không để em một mình nữa. Tụi mình sẽ cùng lo cho con nha em. Còn nước còn tát, mình còn hy vọng vào một phép màu nào đó từ ông trời nha em. Có khi ông trời ngó lại xót thương cho tụi mình, xót thương cho con gái của tụi mình. Con gái cưng của ba, hôm nay con muốn ăn gì? Ba nấu cho con ăn. Con muốn ăn món gì cho ma một tóc? Con không muốn chập đầu như vậy đâu. Con không muốn. Bé Tiền à, không bao lâu nữa tóc con sẽ mọc lại thôi. Mà bây giờ mẹ thấy con gái của mẹ rất xinh đẹp. Cái nón này là cô Khánh Hà tặng cho con, đẹp quá chừng luôn. Con sợ mấy đứa bạn ở gần nhà nó chê cười con. Con tin mẹ đi, sẽ không có ai chê cười con đâu. Con không muốn chọc đầu như vậy đâu. Con không muốn. Con sợ mấy đứa bạn ở gần nhà nó chê cười con. Con không...
không muốn chọc đầu như vậy đâu, con không muốn. Mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi một mình đâu, con gái. Mẹ xuống tóc để thay lời cầu nguyện cho con của mẹ tai qua nạn khỏi. Mẹ không thể nào sống thiếu con được. Xin ông trời hãy lấy tuổi thọ của mẹ để cho con của con. Con xin chấp nhận hết. Xin hãy nghe lời cầu nguyện của con. Anh mới đi làm về hả? Wow. Anh muốn tôi cắm qua này ở đâu? Trong phòng anh hả? Không, tôi cho cô đó. Anh tặng quà cho tôi hả? Hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu, sao anh lại tặng quà cho tôi? Người ta tặng tôi thấy đẹp không nỡ bỏ, cho nên tôi đem về cho cô. Cô muốn làm gì thì làm. Ờ, đúng rồi, anh làm vậy là đúng quá đi được. Quà đẹp như vậy ai lại nỡ bỏ đi, phí của lắm. Lần sau nếu có ai tặng quà cho anh nhớ đem về cho tôi cắm cho. Cô thích thì được rồi. Dễ thương chưa? Con nhìn coi hai mẹ con mình có xinh đẹp không nè. Sao mẹ cái tóc cốc ngắn vậy? Nó không có đẹp. Tóc dài mới đẹp. Đâu có, mẹ thấy tóc ngắn đẹp lắm. Con nhìn nè. Đó. Nè, thấy không? Đẹp không? Bây giờ hai mẹ con mình giống nhau rồi nè. Mà cô Khánh Hà khéo tay ghê vậy đó. Cô đang cho hai mẹ con mình hai cái nón giống y chang nhau à. Cô nói mai mốt cô sẽ đan thêm mấy cái nữa cho hai mẹ con mình, còn đẹp hơn cái này nữa. Con có thích không? Dạ thích. Con gái của mẹ, mẹ rất yêu thương con.
còn phải vô bệnh viện để điều trị. Ba mẹ sẽ ở đó với con. Tóc của con bị thuốc làm rụng hết. Vậy thì tóc của mẹ cũng sẽ từ từ rụng giống như con. Kể từ nay, con không phải sợ mình không giống ai nữa. Vậy con rất giống mẹ rồi còn gì nữa, đúng không con? Dạ. Ba, mẹ, cậu Tấn, cô Khánh Hà nữa, mọi người đều luôn ở bên cạnh con. Mạnh mẽ lên nha con. Dạ, con sẽ mạnh mẽ. Con không sợ bác sĩ nữa đâu. Vì bác sĩ sẽ bắt con soi trong người con ra. Con cũng không sợ chọc đầu nữa. Vì con đội mũ y chang mẹ mà. Đúng rồi. Con gái của mẹ ngoan lắm. Con giỏi lắm. Dạ, em chào anh cần mua hoa gì? Anh muốn mua hoa tặng mẹ hay là tặng người yêu ạ? À? Nếu như anh muốn mua hoa tặng mẹ thì anh chọn hoa hồng đỏ nha. Còn mình mua hoa tặng người yêu thì mình chọn hoa hồng tím, thể hiện sự thủy chung ạ. Không cần đâu. Anh muốn mua tặng cho một cô gái. Dạ. Cô ấy cá tính rất mạnh mẽ và rất yêu đời. Dạ anh để bên em tự thiết kế bó cho mình một bó hoa đẹp nha. Cảm ơn em. Anh qua đây ngồi đợi tí, em bó cho mình nha. Ừ. Anh chờ chút nha. Chỉ có một bó hoa thôi mà vui tới như vậy sao? Vô nhà đi. Sao anh về trễ vậy? Làm em lo quá. Anh chở khách đi Bình Dương, đường xa nên anh về trễ. Cả ngày anh đã làm việc cực nhọc rồi. Tối còn chạy xe khuy lơ khuy lắc như vậy, sức đâu mà anh chịu nổi.
Không sao đâu em, lâu lâu mới có một cuộc đi xa, buổi tối nên người ta bo thêm một chút cũng đỡ. Thôi kệ, mình chịu cực một chút, mình có thêm ít tiền. Để em hâm lại thức ăn cho anh. Thôi được rồi. Hồi nãy ông khách có mời anh ăn tô phở, bây giờ anh thấy cũng còn no, em cứ để đó đi, lát nữa anh đói anh tự hâm. Vậy cũng được. Con gái ngủ yên không em? Tối giờ nó ngủ yên nên em cũng mừng. Chiều nay anh mới lãnh lương với tiền chạy xe mấy bữa nay, em cất đi. Sắp tới ngày con gái phải vô quá chất, mình còn thiếu bao nhiêu tiền nữa em? Thiếu nhiều lắm anh ơi. Còn mình còn nhỏ quá, đâu có làm gì nên tội đâu. Sao ông trời lại hành hạ nó như vậy hả anh? Chào anh. Lần trước cậu vay tôi vẫn chưa trả, bây giờ vay nữa làm sao? Không thể đáp ứng cho cậu được. Anh Hoàng, tuy là tôi chưa trả hết tiền vốn, nhưng mà còn tiền lãi thì tôi luôn trả đúng thời hạn mà. Anh thông cảm đi, hiện nay tôi rất cần số tiền đó, mong anh thông cảm giúp giùm. Hình như mình đã gặp người này rồi. Tôi vừa nhận được một hợp đồng để quảng bá của công ty Thành Công. Đây là một công ty bất động sản đang có tầm cỡ ở thành phố. Sàn giao dịch và chứng khoán của họ đang tăng lên rất là tốt. Đây, các bạn nên tìm hiểu thêm về công ty bất động sản này. Được rồi, nhưng mà lãi suất lần này á cao hơn lần trước 2% nha. Sao kỳ vậy? Sao anh không tính lãi cũ cho tôi? Tình hình chung mà. Nếu cậu vay thì tôi cho, còn không vay thôi. Cậu vay không? Vậy được, tôi chấp nhận. Nè, nhưng nhớ là y như cũ, nếu chậm một ngày là lãi tăng gấp đôi nghe chưa? Tôi biết rồi. Nè, đọc đi rồi ký. Cảm ơn anh. Đếm đi. Chào anh. Chào anh.
Trời ơi, mình bị làm sao vậy nè? Ôi, sao mình lại tưởng tượng ra một cái chuyện hết sức là tào lao vậy? Ôi, anh ta tốt với mình thiệt đó. Nhưng mà anh Kim nói rồi, anh ta tốt với mình là tại vì mình có ích cho anh ta, là để che đậy những điều xấu xa của anh ấy. Mà cho dù anh ta có thiệt tình tốt với mình, Nhất định mình không được lung lay. Không được. Anh Kim yêu thương mình như vậy, tốt với mình như vậy, ơn nghĩa của anh Kim cả đời mình cũng không trả hết. Mình đã hứa với lòng không bao giờ phản bội anh Kim. Không được suy nghĩ như vậy. Không được suy nghĩ như vậy mà. Nhưng mà nó đẹp thiệt mà. Đẹp nhưng mà không được. Phải thưởng cho em, nhờ có em, nhờ có em mà anh đàm phán thành công. Anh phải thưởng cho em. Tôi đã nhắc cô uống ít thôi mà. Anh Duy. Thôi, cô nằm nghỉ ngơi đi. Tôi ra bên ngoài kêu nhân viên khách sạn vô chăm sóc cho cô. Anh Đăng Duy. Anh đừng có đi mà. Anh đừng có bỏ em một mình. Em yêu anh. Em rất là yêu anh luôn á. Cô thôi đi. Anh đừng gì. Sao anh tàn nhẫn với em như vậy chứ? Em đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện. Sao anh có thể đối xử với em, tôi một con nhỏ giúp việc nhà anh vậy hả? Cô mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi. Anh Duy. Anh Duy. Anh đứng lại đó. Anh là đồ khốn. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Đồ khốn. Con chào hai bác. Con vô ở trong nhà của hai bác một thời gian cũng khá lâu rồi, mà con vẫn chưa có cơ hội để chính thức chào hỏi hai bác. Mong hai bác tha lỗi cho con.
Chị Khánh Băng, chị rất xinh đẹp, cũng rất xứng đôi với anh Đăng Duy. Vậy mà chị lại mất sớm. Em là người ngoài, chỉ nghe kể thôi mà đã thấy xót xa. Huống hồ gì là người thân của chị, huống hồ gì là anh Đăng Duy. Con không biết hai bác và chị Khánh Băng có biết những việc làm không tốt của anh Đăng Duy hay không. Cho dù biết hay không, con xin mọi người hãy xui khiến làm sao cho anh ấy thức tỉnh, nhận biết lỗi lầm để kịp thời quay đầu. Chắc mọi người biết rõ mục đích của con khi tới nhà này. Con có thể lừa dối người sống, chứ làm sao giấu được người đã mất. Con xin mọi người, xin mọi người đừng có trách con. Thật lòng là con cũng không muốn đâu. Con biết là con có lỗi với tất cả những người trong gia đình này, kể cả anh Đăng Duy nữa. Nhiều lần con muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, nhưng mà không được. Đây là chuyện lớn, con không thể tự quyết định được rồi. Cho nên con chỉ cầu mong là anh ấy tự thức tỉnh, tự biết quay đầu. Hai bác, chị Khánh Băng, con cầu xin mọi người, con cầu xin mọi người hãy giúp anh Đăng Duy, giúp cả nhà này, mà cũng là giúp cho con nữa. Mình hay sao? Con gái, con chào ba. Ba với mẹ có khỏe không? Khỏe. Ba với mẹ con lúc nào cũng khỏe. Tình hình của mẹ con á, lúc này cũng dần ổn định rồi.
con đừng có quá lo lắng. Dạ, con nghe thấy ba mẹ khỏe là con mừng lắm rồi. Mẹ đâu rồi ba? Mẹ con đang tắm. Sao, chuyện học hành của con có khó khăn gì không? Dạ không ba. Nếu có thời gian rảnh á, con nên đăng ký học thêm mấy cái khóa học kỹ năng cũng tốt đó con à. Chỉ cần con chuyên tâm học là ba lo hết học phí cho con. Con biết rồi ba. Khánh Hà, con có chuyện gì khó nói hay sao vậy? Dạ. Sao con? Dạ ba, thật ra con muốn mượn ba mẹ một số tiền. Hả? Tiền? Dạ. Con gặp chuyện rắc rối hay sao? Dạ không, không phải con, là bạn của con. Bạn con à? Bộ đi chơi với em, anh không vui hả? Sao mặt anh đăm đăm vậy? Anh muốn nói gì với em sao? Anh cứ nói đi, em nghe mà. Tiểu Quyên à, em có biết tại sao tới tuổi này Mạnh vẫn chưa có vợ, chưa có người yêu hay không? Vậy em là gì của anh? Thôi, em không có giỡn nữa, anh nói tiếp đi. Anh rất coi trọng sự nghiệp, anh sợ vướng bận, anh không muốn mất tự do. Thật lòng anh không muốn làm cho em buồn, nhưng mà em cứ ép buộc anh như vậy, làm cho anh cảm thấy anh không được thoải mái. Bao nhiêu ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau, bộ anh không nhớ em chút nào sao? Vì em sợ anh mất nhiều thời gian, em đã cố tình tới tận công ty anh rồi, vậy mà anh lại nói là anh không thoải mái. Anh Kim, anh nói đi, em là gì của anh vậy? Tụi mình chỉ trên mức tình bạn, đang tiến dần tới tình yêu, em cũng biết điều này mà. Vậy những lúc chúng ta gần gũi nhau thì sao? Đó chưa phải là tình yêu hả? Thời đại này là thời đại đâu rồi? Tiểu Quyên à, em từng sống ở nước ngoài nhiều năm, em phải biết rõ đâu là tình dục, đâu là tình yêu chứ. Vậy còn lúc anh ân ái với em, anh nói anh yêu em là sao? Đó là... Thôi khỏi, anh không cần phải giải thích. Từ nay về sau, em sẽ không làm phiền anh nữa. Ủa, bác lại lên chùa hả? Sao hôm nay bác đi trễ vậy? Hồi chiều bác thấy trong người không được khỏe, tính ở nhà, nhưng ở nhà thì lại cũng không yên tâm, bác đi chút rồi về. Dạ. Ủa, con đi đâu trễ vậy? Dạ, Mỹ Ngọc đòi ăn bánh, cho nên con chạy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Vậy rồi chú Sáu chở bác đi hả? Không, bác đi taxi. Vậy bác đi cẩn thận đó. Về sớm nha bác. Dân dạ. À, phải chi con là con dâu của bác thì tốt biết mấy. Trời ơi, bác, bác đừng có ghẹo con chứ. Bác nói thiệt, bác rất quý con. Con cũng quý bác mà. Bác cháu mình quý nhau như vậy là được rồi.
Bác đừng có ghẹo con như vậy, con cũng biết mắc cỡ đó. Thanh Vân, con nói thật lòng cho bác biết. Dạ. Con có tình cảm gì với thằng Duy không? Trời ơi bác ơi, làm gì có chuyện đó được bác. Thật ra trong lòng con có người thương rồi, cho nên từ nay bác đừng có ghẹo con như vậy nữa nghe bác. Bác hiểu rồi, bác xin lỗi. Bác đi đi. Dạ. Sao tự nhiên bác ấy lại hỏi mình như vậy ta? Hay là mình có thái độ gì quá đáng? Đâu có, làm gì có chứ. Kỳ cục thiệt. Mười, mười nó mới mười cãi vậy. Tôi đã nói rồi, tôi quyết định muốn đi cái chỗ này. Tôi biết rồi, thì tôi có cãi gì đâu. Nói nghe, để xong cái vụ Tiểu Quyên đi, rồi bà muốn đi đâu tôi dẫn bà đi chứ có gì đâu. Không, tôi thấy con Tiểu Quyên nó tự tin lắm rồi. Mọi chuyện nó sẽ như mình mong muốn thôi. Nè nè nè, đừng có chủ quan nghe. Coi chừng chủ quan là thua đó, chứ đừng có giỡn. Mệt không quá. Ê, nó về kìa, nó về kìa. Ừ. Né coi. Ê. Tiểu Quyên. Cái bà này. Con, sao con về sớm vậy con? Là cái gì vậy con? Ừ, nó nói là nó mới đi uống vài lon với thằng Khiêm á. Vậy hả? Không phải. Chứ làm sao? Con nói á là con muốn ở một mình. Hả? Con ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây. Ừ, nhưng mà ngồi xuống đây, cho chú thím hỏi chuyện chút coi. Mà sao, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Con sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy con? Chú thím, con muốn ở một mình, chú thím đừng quấy rầy con nữa. Ừ. Quyên, Quyên, nghe thím hỏi. Quyên. Nè, nè, ai quăng tu bi ở lon? Là cái gì? Hãy để cho nó yên đó. Ông giận mặt với tôi hả? Ta biết con đang chịu đựng những gì, nhưng sao con lại hành động nông nổi vậy chứ? Con thấy mình thật hèn hạ. Con thấy mình như một con rối trong tay người khác vậy. Nhưng con không muốn người khác điều khiển cuộc đời của con. Ta biết, ta hiểu lòng con. Ta càng không muốn con sẽ bị người khác đem tiền bạc ra để xỏ mũi. Nhưng con à, sống ở đời cần phải biết nhẫn nhịn. Muốn nhảy xa, bắt buộc còn phải lùi lại. Con hãy nhìn vào ta đây nè. Vì cần phải đạt được mục đích mà bao nhiêu năm qua ta đã phải nhẫn nhịn, ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ đau, buồn tủi. Con xin lỗi. Con không có lỗi gì hết. Nhưng con cần phải làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được tình cảm của mình. Nghe những gì con kể về Tiểu Quyên, ta thấy con bé ấy cũng rất thật lòng yêu thương con. Chẳng lẽ con không có một chút rung động nào với nó hay sao?
Không hẳn là như vậy. Nhưng mỗi khi bên cạnh cô ấy, con có cảm giác rất khó chịu. Cô ấy và cả gia đình cô ấy muốn nắm con trong lòng bàn tay, muốn điều khiển con. Con thấy mình như một món đồ họ yêu thích, họ bỏ tiền ra mua, họ không hề tôn trọng con. Con đâu cần phải bán mình như vậy, có đúng không? Đúng. Con không cần phải bán mình. Nhưng con cũng không nên làm cho các mối quan hệ quanh mình đổ vỡ. Hơn lúc nào hết, lúc này con cần phải xây đắp cái bệ phóng cho bản thân. Bệ phóng càng kiên cố, con càng vượt lên cao. Con hiểu ý ta chứ? Thôi được rồi, con hãy nghỉ ngơi cho bình tâm lại. Rồi con hãy tìm một cách nào đó để mà xoa dịu tinh thần của con bé. Bây giờ ta phải về rồi. Không phải là với con một chút nữa được sao? Sẽ sớm thôi. Chúng ta chỉ cần hy sinh thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Việc cần làm hiện tại là con phải giữ chặt con bé Tiểu Quyên, nghe chưa? Mình không thể để mọi người nghi ngờ mình tới đây là có ý đồ quyến rũ anh Đăng Duy. Mới có một mình chị Thiên Kim nghi ngờ thôi, mình đã thấy phiền phức lắm rồi. Mình phải giữ khoảng cách, nhất định mình phải giữ khoảng cách với anh. Nhưng nếu giữ khoảng cách với anh thì làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được ta? Ôi trời ơi, biết phải làm sao đây hả trời? Sao tôi khổ dữ vậy nè? Khổ quá mà. Chị Hai ơi, chị bị làm sao vậy? Chị bị đau hả? Ờ, đâu có em. Chị chỉ giỡn thôi. Giỡn thôi, không có sao hết. Thôi sáng nay em tập như đó là đủ rồi. Bây giờ mình vô nhà tắm rửa, sắp tới giờ rồi đó. Tới giờ gì chị? Bộ chị định đi đâu hả? Em không nhớ hả? Đúng 8 giờ, mỗi buổi sáng tụi mình làm gì? 8 giờ buổi sáng mình làm gì chị? Trời ơi, sao em lại quên? 8 giờ sáng mỗi ngày là tụi mình coi phim, bộ phim mà em rất là thích đó. Sao em lại quên? Phim mình thích hả? Buổi sáng phim em thích là phim gì chị? Sao lúc này Mỹ Ngọc hay quên dữ vậy ta? Phim mình thích, mình thích phim gì ta? Lâu quá tôi mới gặp lại cậu. Lúc trời hình như phong độ lắm rồi đó. Ông có thấy thằng nhóc này á, từ ngày nhổ giò phát tướng, dốc dáng á, rất giống ông không? Nếu mà nhìn hai cái lưng, chưa biết lưng nào của ông, lưng nào của nó. Dáng dốc có thể giống, nhưng về khí chất, thằng em này thua xa. Làm sao giống nổi ông trùm bất động sản được chứ? Tập đoàn Phát Đạt vẫn luôn đi hàng đầu. Em rất ngưỡng mộ và mừng cho anh. Cậu khiêm tốn làm cái gì? Mỗi người có một thế mạnh riêng. Những thành công của cậu cũng khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Thỉnh thoảng đọc báo, xem đài, tôi vẫn nghe tin về những giải thưởng mà cậu đạt được. Một doanh nhân như anh mà cũng có thời gian quan tâm những khía cạnh đó nữa hả? Thì cũng giống như một kẻ lang bạt như cậu mà vẫn để tâm tới sự hưng thịnh của Phát Đạt, vậy thôi. Mà nè, bao nhiêu năm lang bạt khắp nơi, cậu đã chọn cho mình được bến đỗ nào chưa?
em đâu dám nhường mặt hai anh. Đó, ông coi, thằng nhóc này lại đổ tội cho hai đứa mình nữa rồi. Em giỡn thôi. Căn bản là em chưa muốn dừng chân, cho nên em chưa quan tâm đến chuyện bến bờ. Vậy thăm hai anh lần này là em sẽ đi theo hội nhiếp ảnh, đi một vòng Đông Nam Á. Không biết khi nào có dịp gặp lại hai anh nữa. Nè, chỉ cần biết nơi đây có nhà của cậu, và ở nơi đây luôn có hai người anh chờ đợi cậu về là tốt rồi. Phải đó, Tuấn Kiệt luôn luôn nhắc tới cậu. Em biết mà. Tiểu Quyên à, chúng ta đang ở thời đại này, em lại từng sống nhiều năm ở nước ngoài, em phải biết rõ đâu là tình dục, đâu là tình yêu chứ. Đâu là tình dục, đâu là tình yêu. Anh quá ngạo mạn rồi đó. Em không cho phép mình dễ dãi với anh. Bài học lần này em hy vọng anh sẽ ghi nhớ. Tiểu Quyên à, anh không biết nói gì, anh cũng không dám xin em tha thứ. Anh chỉ muốn nói với em rằng suốt đêm qua anh không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về em, về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Bây giờ thì anh biết rõ vị trí của em trong lòng anh rồi. Em sẽ không dễ dàng tha lỗi cho anh đâu. Anh cứ cố gắng thể hiện thành ý đi, anh yêu. Sao không chịu nghe? Chưa gì hết trơn, lật đật ký hợp đồng cho nó làm chi? Hả? Hả? Thì tôi nghe lời của anh chị hai. Ba má con Quyên muốn thể hiện thành ý, kêu tôi làm vậy thôi. Chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Mà hơn nữa, anh chỉ muốn là để cho thằng Khiêm nó hiểu là mình không có ràng buộc với nó. Bằng cái chuyện đó bà có hiểu không? Giờ thì sao? Đó, nó có được hợp đồng trong tay của nó rồi đó. Nó lập tức tỏ thái độ với cháu mình rồi đó. Giận tính sao? Tôi cũng không biết tính sao hết. Mệt bà ghê á. Thiểm ơi Thiểm. Tiểu Quyên nó ra kìa. Nhà mình có gì ăn không Thiểm? Thiểm ơi, con đói bụng quá à. Ê. Nó đói bụng kìa. Thì nó biết đói bụng chứ sao. Nó là con người mà. Nó phải giống như ông. Con đói bụng. Tiểu Quyên con, để đó đi. Thiểm sẽ nấu đồ ăn cho con ăn nha. Dạ. Ê. Quyên. Dạ. Ngồi xuống. Con nghĩ thông suốt rồi hả? Con đừng có lo, chú nhất định sẽ kiếm cho con một thằng khác đẹp trai hơn thằng Khiêm, giỏi giang hơn thằng Khiêm gấp trăm gấp ngàn lần cho con coi. What the hell? Chú tìm ở đâu ra?
Trời, thiếu cha gì? Con không có thèm. Hả? Con chỉ thèm anh Kim thôi. Nó chỉ thèm thằng Kim thôi. What the hell? Ông là heo á. Anh đi làm hả? Ừ. Anh Đăng Duy, tôi nói chuyện với anh một chút xíu về Mỹ Ngọc được không? Mỹ Ngọc bị làm sao? Tôi thấy lúc này Mỹ Ngọc thỉnh thoảng lại quên chuyện này chuyện khác, không có giống như bình thường. Tình trạng này xảy ra lâu chưa? Sao hôm nay cô mới cho tôi biết? Cũng hơn một tháng. Mới đầu tôi cứ nghĩ là bình thường, tại ai cũng có lúc đột ngột quên chuyện này chuyện kia. Nhưng rồi chuyện đó cứ lặp lại thường xuyên, mật độ dày hơn nữa, cho nên tôi cũng cảm thấy lo. Hay là anh đưa Mỹ Ngọc đi khám lại cho yên tâm. Cứ để đó mẹ lo. Từ nay hãy thấy Mỹ Ngọc có bất cứ biểu hiện gì khác thường, con phải nói cho bác biết liền nghe chưa? Dạ, con xin lỗi. Từ nay con sẽ chú ý hơn. Sáng nay con có cuộc họp quan trọng, họp xong con sẽ về đưa Mỹ Ngọc đi khám lại. Con cứ lo chuyện ở công ty cho thật tốt. Việc ở nhà đã có mẹ lo rồi, mẹ không giúp gì được cho con những chuyện lớn lao bên ngoài. Không lẽ cái chuyện chăm sóc đứa con gái út mà mẹ cũng không làm nổi, cũng phải để cho con phải bận lòng hay sao? Con yên tâm đi, mẹ sẽ đưa em con đi gặp bác sĩ ngay sáng hôm nay. Dạ, vậy con nhờ mẹ. Đó là bổn phận của mẹ mà con. Con đi làm nha mẹ. Ừ, lái xe cẩn thận nghe con. Dạ, con biết rồi. Tôi đi nha. Thanh Vân. Dạ. Từ nay mấy chuyện đó con nói với bác là được rồi. Đăng Duy nó bộn bề công việc, đừng có làm phiền tới nó, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Ủa, bác ấy bữa nay sao lạ vậy ta? Mình nói điều đó cho anh Đăng Duy biết, đâu có cần bác ấy phải tức giận tới vậy. Hay là bác ấy nghĩ mình cố tình làm như vậy để lấy lòng anh Đăng Duy? Phải rồi, có khi hôm đó bác hỏi mình là để hỏi thăm dò. Ui, anh không thể nhận số tiền này được. Khánh Hà, em cất đi. Anh Tấn à, em biết là thời gian này anh rất cần tiền, cho nên... Anh không thể nhận tiền của em, cho dù anh đang rất cần tiền. Bộ anh không muốn em chia sẻ phần nào khó khăn với anh sao? Khánh Hà, em đã chia sẻ với anh rất nhiều rồi. Nhờ có em mà anh có thêm động lực. Nhờ có em mà những ngày này anh tìm được niềm an ủi. Nhưng mà em còn đang đi học, em chưa có làm cái gì ra tiền hết. Anh không giúp được gì cho em thì thôi, sao anh nhận tiền từ em được? Với lại anh cũng không muốn ba mẹ của em lại nghĩ anh đến với em vì tiền. Được rồi, nếu con đã nói như vậy thì ba mẹ sẽ gửi tiền về cho con để giúp bạn con vượt qua cơn khốn khó. Nhưng mà con à, trong tình cảm mà có dính líu tới tiền bạc thì không hay đâu con à. Con lớn rồi, ba hy vọng
con có cái nhìn sáng suốt, đừng quá tin người, giống như chị hai của con nghe con. Anh Tấn. Khánh Hà, em hiểu cho anh. Tấm lòng của em, anh và chị hai đã nhận rồi. Đây. Dạ. Tối nay anh có hẹn với đối tác, chúng ta sẽ bàn luôn dự án. Hồ sơ em đã chuẩn bị xong, anh coi qua đi. Ừ, cảm ơn cô. Cô rất là chu đáo. Nhưng mà tối nay không được uống nhiều như lần trước đâu đó. Em xin lỗi anh, em sẽ không để cho anh mất mặt một lần nữa đâu. Ừ, tốt. Anh cho em mượn điện thoại của anh đi. Để làm gì? Mượn đi mò. Anh đọc đi rồi biết. Em xin phép nha. Em nghe nè. Cô qua phòng tôi liền đi. Vào đi. Cô ngồi đi. Dạ. Anh gọi em. Mục đích của cô là gì? Là em đang nhắc nhở anh cảnh giác đó. Nếu như cô thấy việc ở công ty quá rảnh rỗi thì ngay lập tức tôi sẽ giao việc thêm cho cô làm. Cô dẹp ngay mấy cái trò dớ dẫn này đi. Đăng Duy à, em biết trong lòng anh đang nghĩ em làm như vậy là để chia rẽ anh với lại Thanh Vân. Em không giấu chuyện em không thích Thanh Vân ở gần bên anh. Nhưng mà việc này là em thật sự lo lắng cho Mỹ Ngọc mà. Anh nghĩ đi, từ nhỏ đến lớn Mỹ Ngọc có chịu ngủ chung phòng với ai đâu. Vậy mà tự nhiên đòi ngủ chung giường với Thanh Vân. Em nghi ngờ chính Thanh Vân đã xúi giục. Nếu cô thật lòng lo cho Mỹ Ngọc thì tôi rất cảm ơn. Nhưng Thanh Vân là người như thế nào tôi hiểu rõ hơn cô. Anh hiểu cô ta hả? Quan hệ giữa hai người đã đi tới mức nào rồi mà anh khẳng định là anh hiểu cô ta chứ? Đi tới mức nào? Tôi có cần phải báo cáo với cô không? Tôi nhắc lại một lần nữa, những việc ở nhà tôi không cần cô phải để tâm tới. Cô ra ngoài đi. Úi chà, cậu về đi. Con Tiểu Uyên nhà tôi không có gặp cậu nữa đâu. Kìa ông, đừng có như vậy mà. Mình còn chưa biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nặng lời với cậu Khiêm tôi e là thất lễ đó. Thất lễ cái gì chứ? Bà cũng biết Tiểu Uyên nhà mình là một đứa như thế nào mà. Nó thương cậu Khiêm rất là thật lòng. Vậy mà cậu đã làm gì với nó khiến nó đau lòng tới mức hai ngày nay nó bỏ không ăn uống cái gì hết. Cậu có biết tôi là chú của nó, tôi xót ruột dữ lắm hay không hả? Dạ tất cả là lỗi của con. Hôm nay con tới đây con muốn xin lỗi Tiểu Uyên. Khỏi xin lỗi gì đi. Tiểu Uyên nhà tôi canh vàng lá ngọc, cậu làm cái gì khiến nó tổn thương tới mức độ đó hả cậu Khiêm? Ông à, chuyện tình cảm trai gái giận hờn với nhau ai mà biết được. Mình cũng không nên can thiệp sâu quá. Với lại
tính tình của Tiểu Quyên ra làm sao ông không biết ha. Nó nhốt mình ở trong phòng á, nhịn ăn nhịn uống dài ba ngày rồi là nó quên nè, nó quên quất đi cái mối tình này hả. Nó sẽ trở lại bình thường thôi. Dạ, tất cả là lỗi của con. Con không nên vì áp lực công việc mà có những lời nói không hay làm cho Tiểu Quyên buồn lòng. Con nhờ chú Thiếm chuyển lời giùm. Con sẽ tới đây mỗi ngày. Khi nào cô ấy tha lỗi cho con thì thôi. Đây là quà anh mua về tặng mẹ. Em coi còn thiếu gì nữa không? Trời, anh mua tặng mẹ một lần bao nhiêu đây luôn hả? Em tưởng chỉ có hai cái giỏ này thôi chứ. Bộ anh tính cho mẹ mở tiệm tạp hóa ở nhà luôn hả? Lần này là quá nhiều luôn rồi, khỏi cần mua thêm nữa. Thế nào mẹ cũng la cho coi. Thì anh thấy món nào cũng muốn mua về tặng mẹ hết. Anh biết không, chỉ cần thấy em và anh về cùng nhau là món quà lớn nhất của mẹ em rồi. Mẹ em không có cần gì khác đâu. Cho nên lần sau anh đừng có mua gì nữa hết, mà về cùng em hoài là được. Anh hứa với em sẽ sắp xếp công việc đưa em về quê thăm mẹ thường xuyên hơn. Dạ. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Alo. Alo, cậu Khiêm hả? Cậu có thể giúp tôi được không? Có chuyện gì vậy Thiếm? Trời ơi cậu ơi, Tiểu Quyên nó đau bụng hoàng quại vậy đó. Ông nhà tôi thì đi Vũng Tàu, ở nhà chỉ có một mình tôi với nó à. Tôi không biết sao xoay sở nữa. Cậu có thể đến đây liền, tới liền, tới gấp giùm tôi, giúp giùm tôi nha. Dạ con. Có chuyện gì vậy anh? Thanh Vân à, anh có việc đột xuất cần phải giải quyết gấp. Anh sợ là anh không thể về quê cùng em được, nhưng mà anh hứa lần sau anh sẽ... Thanh Vân à, em hiểu cho anh nha, em thông cảm cho anh đi. Em hiểu mà. Ngay từ đầu em đã biết yêu một người tài giỏi như anh thì phải biết chấp nhận mọi thứ. Không phải anh đã dạy điều đó cho em hay sao? Không sao, anh cứ lo giải quyết việc của anh cho thật là tốt đẹp. Em sẽ giải thích với mẹ được mà. Mẹ cũng sẽ hiểu và không trách anh đâu. Đi nha. Bà. Hồi nào giờ tôi thấy người ta quá trang mà quá trang đẹp không à. Sao tự nhiên hôm nay bà quá trang cho con Quyên mà nó xấu dữ vậy? Nên... Mắt thâm thâm rồi tái tái lên nghe con. Nói không phải khen, bây giờ không còn là xấu nữa mà là thấy gớm luôn á. Tôi nói cho ông biết nha, đừng có cười ngạo tôi đó. Lo mà vô phòng á, nằm im ở trong đó giùm cái, tự nhiên mình lú đầu ra đi, đặng cho bể hết chuyện à. Biết rồi, nói hoài. Nhưng mà thằng Khiêm nó có tới không bà? Sao lại không tới chú? Con đã nói rồi,
si l'amour, l'amour phi, phi l'amour, l'amour si. Muốn mua gì chú mua cho. Trời ơi, con mệt chú ghê á, con nói mà chú không nhớ gì hết. Thì con đó. Nói cái gì mua mua để chú mua cho. Ý con nói á là lúc trước con theo tình, bây giờ là tình theo con thì đương nhiên anh kia phải tới đây. Vậy hả? Nghe mua mua tưởng mua gì chứ. Còn ông nè. Hả? Rảnh không? Rảnh chứ đâu có làm gì đâu. Lấy cho tôi cái bông coi. Bông kế kìa. Đâu? Kế bên bà đó, bông lan đó. Tôi nói bông tẩy trang. À, bông tẩy trang hả? Đi đâu đó? Thì chạy vô toilet. Toilet làm gì? Thì tìm bông tẩy trang. Bông tẩy trang làm gì có trong toilet? Không có thì lấy giấy xúc lau cũng được vậy. Không. Bà trời. Bông tẩy trang ở đây nè. Kế bên bà sao bà không lấy đi? Đúng là cái mặt của ông không có nhờ cậy được gì, chỉ có tài trả keo trả treo. Trời ơi tím ơi, công nhận tím hay ghê luôn á. Trời ơi, nhìn con ghê quá. Ghê không? Ghê nhìn quá. Như vậy mới tiều tụy. Con bây giờ con nằm xuống giường đi ha. Còn ông nè. Sao? Đi về phòng giùm cho tôi. Nằm im ở trong đó. Im lặng nghe chưa? Cậu Kim chuẩn bị tới rồi đó. Biết rồi, chừng nào nó tới thì tôi đi. Đi đi chứ con. Ê có ai kìa. Ê, để tôi ra mở cửa cho. Đứng lại. Gì? Trời ơi, mới dặn dò nằm im giùm ở trong phòng. Quên. Con thấy chưa? Đầu óc của ổng giống như là đậu hũ nằm ở trong đó vậy. Thôi bây giờ nằm xuống. Nhưng mà khi nằm xuống á, là con phải nhớ cái lời thím đã dạy con nghe chưa. Dạ. Là con phải nằm hoàng hoài. Ôi thôi được rồi, con biết rồi, để anh Kim chờ đó thím. Nhanh. Nằm xuống. Đó. Tiều tụy rõ ràng nha con. Nha. Mọi chuyện để thím lo. Dạ. Đây mẹ ơi, đây là trà. Trà này rất là tốt cho sức khỏe. Anh Kim nói là phải đưa cho mẹ uống đó. Mẹ nhớ uống thường xuyên nha. Còn cái bánh này á là để lúc nào mẹ đói thì mẹ ăn và uống trà, vừa no bụng lại vừa vui. Nè mẹ. Dì Tươi. Còn đây á là mấy bịch kẹo. Ảnh mua cho mấy em bên nhà của dì Tươi đó. Trời ơi, thiệt là cậu Kim chu đáo ghê luôn á. Có quà cho mấy đứa con của nhà dì nữa chứ. Cảm ơn dạ, con. Còn nữa à nha. Đây, anh Kim mua cái khăn quàng này cho mẹ nè. Đẹp không mẹ? Còn cái này là của dì Tươi. Quà của dì Tươi nè. Dì Tươi thấy đẹp không? Chị thấy em đẹp không? Trời ơi, nhỏ lớn giờ gì mới có cái khăn đẹp vậy á. Nhờ hưởng phước của con đó Thanh Vân. Dì kẹo con hoài. Cậu Kim bà vẽ chi không biết nữa. Mẹ đâu có cần mấy cái thứ này. Mai mốt còn dặn cậu Kim á, đừng có mua đồ đạc lung tung như vậy, phí lắm. Dạ. Chị, hai mẹ con tâm sự đi. Em chạy đem kẹo về cho mấy đứa nhỏ đi vui. Dì về đi. Dạ. Dì ơi. Hả? Hôm nay có con về, dì cứ bên nhà lo cho mấy em đi, để con chăm sóc mẹ là được rồi. Dì cảm ơn con nghe. Em về nghe chị. Dì về nghe. Dạ. Vân nè. Dạ. Con với cậu Kim cãi nhau hả? Đâu có. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Hai đứa đã nói về thăm mẹ, sao tự nhiên tới giờ chót cậu Kim lại không đi? Con đã nói với mẹ rồi, công ty của ảnh có việc đột xuất nên ảnh phải đi giải quyết. Ảnh nói lần sau nhất định sẽ về thăm mẹ. Mẹ đừng có lo nghe mẹ. Thiệt vậy không? Thiệt là hai đứa không có chuyện gì phải không? Con nói thiệt mà, con đâu có dám gạt mẹ. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Tím, vậy con diễn được không? Xuất sắc, xuất sắc.
Tiểu Quyên. Tiểu Quyên à. Con ơi, con ơi. Dạ thêm. Sao rồi con? Con thấy trong người con có đỡ nhiều chứ con? Dạ. Thêm lo quá. Mấy ngày rồi đó con, nó không ăn uống gì hết trơn á. Chắc là cái bệnh bao tử nó tái phát rồi đó. Mà cái con này cũng vậy, cái tính tình thiệt là ngang bướng à. Nó sợ bệnh viện lắm, kêu đi hoài mà nó không chịu đi, năn nỉ thấy mồ luôn vậy đó. Có con á, có gì con nói giùm cho thím cái đó nha. Dạ. Tiểu Quyên à, Tiểu Quyên, em ráng ngồi dậy ăn miếng cháo cho khỏe đi. Tiểu Quyên à, em mệt lắm, em không ngồi dậy nổi đâu. Thím à. Con. Thím cho phép con đút cháo cho Tiểu Quyên nghe. Thôi, thím về phòng nghỉ ngơi nha. Dạ. Từ sáng tới giờ thím mệt đừ với nó vậy đó. Có gì á, nhớ gọi cho thím nha con. Dạ. Anh đỡ em ngồi dậy ăn miếng cháo nghe. Thôi, cho anh xin lỗi đi. Em đang ăn miếng cháo cho có sức. Có sức khỏe mới dặn anh tiếp được chứ. Đây, anh đỡ em ngồi dậy nghe. Sao anh không bỏ mặc em luôn đi? Còn chăm sóc em làm gì? Em đâu phải là người yêu của anh. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Tại lúc đó anh chưa hiểu rõ lòng mình mà. Cười gì vậy? Lần sau nhớ đánh cái môi nhẹ nhẹ tay xíu, đánh hơi lố á. Nè, tại quá. Dân, để mẹ lạc cho. Dạ thôi, mẹ ngồi chơi đi, con lạc sắp xong rồi mà. Để con đi rửa nha. Đăng Duy ơi, mẹ nói chuyện với con chút được không? Đăng Duy. Dạ. Mẹ nói chuyện với con chút nha. Dạ. Ngồi đi con.
Mẹ tìm con có chuyện gì quan trọng hả mẹ? Không, không có gì quan trọng hết. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà. Hôm nay Thiên Kim có nói gì với con không? Thiên Kim? Chuyện gì hả mẹ? Hôm trước Thiên Kim có nói với mẹ là chuyện giữa Thanh Vân với lại Mỹ Ngọc. Cô Thiên Kim này đúng là rảnh quá mà. Chắc lại nói Thanh Vân quan hệ đồng tính với Mỹ Ngọc có đúng không mẹ? Như vậy là Thiên Kim nó cũng có nói với con rồi. Dạ, nhưng mà con thấy quá vô lý, quá tào lao, cho nên con bỏ qua không để tâm tới. Thiên Kim nói chuyện này với mẹ cũng đã một thời gian rồi. Mẹ không có nói cho con biết vì mẹ định là để quan sát coi làm sao. Rồi mẹ thấy có dấu hiệu gì giống như nghi ngờ của Thiên Kim không mẹ? Không có như vậy. Thanh Vân đối với Mỹ Ngọc như là đối với một đứa em gái bé bỏng vậy thôi. Dạ, con cũng nhận thấy điều đó. Đăng Duy à, con nhận xét thế nào về Thanh Vân? Thanh Vân là một cô gái tốt. Để cô ấy ở bên cạnh Mỹ Ngọc, con thực sự thấy rất yên lòng. Mẹ cũng rất quý Thanh Vân. Con gái thời buổi này hiếm có đứa nào được như con bé đó. Càng hiếm có người nào khiến cho Mỹ Ngọc nhà mình lại thương mến tới như vậy. Ngày trước Mỹ Ngọc cũng rất mến Khánh Băng, nhưng mà so với Thanh Vân hiện nay thì vẫn còn thua xa, phải không con? Dạ. Đăng Duy à, con không thể sống độc thân hết cả đời được. Mẹ biết con không thể quên Khánh Băng, mà con cũng không cần quên Khánh Băng đâu. Nhưng Đăng Duy à, con cần phải lấy vợ, sanh con. Đó là bổn phận của con đối với dòng họ nhà này. Sao tự nhiên đang nói chuyện kia mẹ lại nói qua chuyện vợ con của con? Con thử nghĩ coi. Con có thể cưới Thanh Vân làm vợ được không? Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại... Chuyện tình cảm mẹ không ép, mà cũng không thể ép. Mẹ chỉ gợi ý vậy thôi. Bởi vì mẹ biết ngoài Thanh Vân ra, con không thể tìm được người nào khác có thể chăm sóc tốt cho Mỹ Ngọc như Thanh Vân. Mà mẹ biết với con, hạnh phúc của Mỹ Ngọc còn quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân con nữa. Có đúng vậy không? Ông từ chối Thiên Kim thì thôi đi. Đằng này là dành tình cảm cho một cô gái khác, mà theo Thiên Kim cho là thua xa cô ấy về mọi mặt. Biểu sao Thiên Kim không uất ức? Sao cô ta dám khẳng định mình hơn hẳn người khác chứ? Đó, thấy chưa? Binh vực rõ ràng, đó ông còn chối không? Chối cái gì mà chối? Gì mà binh vực? Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Đăng Duy à, ông đừng có dối lòng nữa. Đừng có cố cưỡng lại những gì mà điều trái tim ông mong muốn. Tào lao quá. Cái gì mà tào lao? Ông biết tôi yêu thương Khánh Băng tới mức nào mà. Hết Tuấn Kiệt rồi tới mẹ mình. Sao ai cũng muốn mình cưới Thanh Vân làm vợ vậy? Tại sao phải như vậy chứ?
mọi người đang suy nghĩ rất đúng. Tại sao anh phải băn khoăn? Khánh băn. Anh còn nhớ lúc tụi mình bên nhau, em đã từng nói nếu sau này khi em phải ra đi trước anh, em vẫn muốn anh phải sống vui vẻ, hạnh phúc. Có như vậy em mới yên lòng mà siêu thoát không? Khánh băn, tại sao lúc đó em lại nói ra những lời đau đớn đó? Để đến bây giờ mọi thứ đã thành sự thật, em bỏ anh một mình trơ trọi ở thế gian như vậy. Em có biết không, có nhiều lần anh không còn biết mình là ai, tại sao phải tồn tại trên thế giới này làm gì. Mà người thân thì cứ dần dần bỏ anh ra đi, còn đứa em gái thì nửa tỉnh nửa mơ. Anh đã làm gì mà ông trời phải trừng phạt anh như vậy hả? Có rất nhiều điều em biết. Có những thử thách đang bao trùm xung quanh anh. Em muốn giúp anh lắm, nhưng thế giới em đang tồn tại thiên cơ bất khả lộ, nên em không thể nói ra. Em chỉ có thể che chở cho anh bằng những gì em có thể làm được. Anh hãy nghe em, đừng quá vì em mà bi lụy, mà cư xử thái quá với những người xung quanh. Hãy đón nhận sự che chở và an ủi của người con gái bên cạnh mình. Anh cần một tâm hồn trong sáng và thánh thiện để vượt qua những thử thách. Nghe anh. Với Thành Dân, nếu có thể tiến xa hơn thì cũng chỉ là một người bạn. Anh không nghĩ mình có thể sâu đậm với cô ấy. Hồi đó em nhớ anh cũng đã từng có cái nhìn đó với em. Nhưng rồi thời gian, những nghi ngại, lo âu đã dành cho những khoảnh khắc yêu thương, che chở. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Một khi ta tìm được hơi ấm trong lúc bên nhau. Đây là lần cuối cùng em gặp anh. Bây giờ là lúc thời khắc âm dương cách biệt. Em khuyên anh hãy cố gắng thêm tí nữa, mở lòng thêm tí nữa, anh sẽ đón nhận được sự yêu thương mà anh mong muốn. Khánh băng, Khánh băng. Về rồi hả con? Ủa, bộ bác gái mới về hay sao mà cửa mở toang vậy gì? Hồi nãy con đi con nhớ con đóng kỹ rồi mà. À, mà chủ đi về trễ mà. À, chết rồi, hồi nãy dì Tư đi bỏ rác quên đóng cửa. Chết cha, mở tăng quát rồi hả? Con đóng lại rồi. Ờ, vậy tốt rồi. Ủa, Mỹ Ngọc xuống chưa vậy gì? Em nó xuống rồi, nó kiếm con đó, ngồi trước. À, chắc không có con, nó lên phòng nó chờ con rồi. Dạ. Ừ. Không biết kiếm cái chuyện gì không nữa. Để con lên rồi con xuống phụ dì Tư nha. Mỹ Ngọc ơi, Mỹ Ngọc. Dì Tư ơi, đâu có Mỹ Ngọc trên phòng đâu. Hả? Không có hả? Ủa? Vậy Mỹ Ngọc ơi, coi chừng em nó ra giường. Mình ra kiếm nó coi con. Mỹ Ngọc ơi. Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc ơi, em đâu rồi? Con đâu rồi? Mỹ Ngọc ơi! Mỹ Ngọc! Mỹ Ngọc! Mỹ Ngọc! Mỹ Ngọc ơi! Con ơi! Mỹ Ngọc! Bà. Mỹ Ngọc ơi! Mỹ Ngọc ơi! Con đâu rồi? Con ở đâu? Chị Tư ơi! Mỹ Ngọc! Mỹ Ngọc ơi! Mỹ Ngọc ơi! Con đâu rồi? Mỹ Ngọc ơi! Mỹ Ngọc ơi! Mỹ Ngọc! Mỹ Ngọc ơi! Con ở đâu rồi Mỹ Ngọc ơi? Dì Tư, dì Tư đi bên này đi, để con chạy bên này cho. Mỹ Ngọc Mỹ ơi. Ngọc Mỹ Ngọc Mỹ Ngọc.
chủ tịch, mệnh cho ý kiến. Tôi xin lỗi. Dạ. Alo, tôi nghe đây. Anh Đăng Duy, Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc đi đâu mất tiêu rồi? Bây giờ làm sao hả anh? Tiếp tục tìm quanh khu vực đó đi, tôi về liền. Dạ. Ủa, chủ tịch có chuyện gì vậy? Sao tôi biết được? Ủa, sao nữa ta? Có chị hai mới biết thôi nè. Phải hỏi chị hai thôi. Ủa, ủa mà chị hai đâu ta? Mỹ Ngọc ơi! À, chị hai! Mỹ Ngọc! Chị hai! Mỹ Ngọc! Chị ơi, uống thuốc đi chị, tới giờ rồi. Cảm ơn dì. Sao từ trưa tới giờ á, em thấy chị lạ lắm á. Bộ trong người chị không có khỏe hả? Không biết sao, trong lòng tôi nóng nảy hồi hộp. Nó lạ lùng lắm gì? Chắc tại hồi tối hôm qua chị ngủ không đủ giấc chứ gì. Ngủ không ngon đúng không? Nên hôm nay chị mới mệt mỏi chứ gì. Không có gì đâu. Hồi sáng Thanh Dân nó mới gọi điện về, nó nói nó phải re, chị lo gì. Tôi biết vậy, nhưng mà sao trong lòng tôi nó cứ thấp thỏm không yên gì à? Chị nhớ lần trước không? Chị cũng lo âu vậy nè. Có cái gì đâu. Hay là để em gọi cho ông Thanh Dân nha. Thôi, giờ này chắc nó đang làm việc đó, dì đừng có làm phiền nó. Chắc đúng như dì nói rồi đó. Tôi hôm qua chắc tôi ngủ không ngon nên mới như vậy. Bây giờ nè, chị nghe lời em, lên giường ngủ một giấc, thức dậy là phải re à? Chắc vậy rồi. Cầu trời Phật phù hộ cho Mỹ Ngọc, Thanh Dân tái qua nạn khói. Cầu trời Phật phù hộ. Đăng Duy, bình tĩnh đi con. Hai chị em nó rồi cũng sẽ tai qua nạn khỏi thôi mà. Con tin mẹ đi. Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Mỹ Ngọc ạ? Là tôi. Tôi là mẹ nó. Tôi là anh của nó đây. Em tôi sao rồi cô? Bệnh nhân chỉ bị trầy xước ngoài da và hoảng sợ quá độ. Hiện tại cô ấy tinh thần khá ổn, đã được đưa vào phòng để theo dõi rồi. Mừng quá. Cảm ơn cô. Không có gì. Còn Thanh Dân, cô ấy sao rồi cô? Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Các bác sĩ đang hội chẩn về tình trạng của cô ấy. Kết quả cụ thể thì chưa có đâu. Thanh Dân sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ không sao đâu. Tất cả là lỗi tại gì mà? Tại gì mới ra cơ sự như vậy? Dì Tư đừng có tự trách mình nữa. Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Đăng Duy, con đã báo tin cho mẹ của Thanh Dân biết chưa?
Mẹ Thanh Dân vừa mới mổ tim cách đây không lâu. Tạm thời cô không muốn bác ấy biết tin này. Nhưng mà dì Tư sao? Không có lỡ như gì hết. Còn tình Thanh Dân sẽ vượt qua. Nhất định cô ấy sẽ vượt qua mà. Mình là người ngoài, không ai trong nhà này quan tâm tới mình hết. Trong nhà này xảy ra chuyện gì cũng không ai thèm nói cho mình biết hết. Nhưng mà có chuyện gì mà anh Đăng Duy hấp tấp chạy đi như vậy chứ? Chuyện gì mà cả nhà đi vắng hết, không ai nghe điện thoại của mình? Về liền. Tức là điện thoại đó từ nhà gọi tới. Anh Duy lại xưng tôi. Chỉ có thể là con nhóc Thanh Dân gọi thôi. Vậy thứ mà họ đang khẩn trương tìm kiếm là gì chứ? Đúng rồi, chỉ có thể là Miễn Ngọc. Vậy tức là con Thanh Dân đã để lạc mất Miễn Ngọc. Đúng rồi, trời giúp mình rồi. Cuối cùng ông trời cũng đã chịu giúp mình rồi. Nhưng mà không được, mình phải xác minh lại chuyện này. Mỹ Ngọc, con thấy trong người con sao rồi? Con thấy nhức hết cái người con, chỗ nào nó cũng đau hết. Dì Tư ơi. Dì Tư biết rồi, con nghe lời dì Tư, đừng có khóc nữa. Con mà khóc á là nó đau nhiều dữ lắm. Con khóc không phải là tại vì con đau. Sao? Mà là con sợ chị Hai chết bỏ con đó. Con không muốn chị Hai chết đâu. Mỹ Ngọc à, chị Hai con nhất định sẽ khỏe mạnh trở về. Không có chết, chị Hai con không có chết đâu con. Nhưng mà dì Tư ơi, con muốn gặp chị Hai. Dì Tư dẫn con vô bệnh viện gặp chị Hai nha. Dì Tư nói con nghe nè, chị Hai bây giờ đã có anh Hai chăm sóc rồi, bác sĩ không có cho nhiều người vô thăm đâu. Con đừng có khóc nữa. Khi nào mà chị Hai con tỉnh lại á thì dì Tư sẽ dẫn con vô thăm liền nghe. Ha, Mỹ Ngọc ngoan ha. Nhưng mà Mỹ Ngọc,
Dì Tư năn nỉ con á, đừng có khóc nữa. Con mà khóc hoài á, chị hai con á, không có tỉnh lại đâu. Nhưng mà dì Tư nói thiệt không? Thiệt, dì Tư nói thiệt đó. Bây giờ con đi ngủ đi, con ngoan ngoãn nằm ngủ. Con dậy á, chị hai mới mau khỏe, mau tỉnh dậy nha con. Vậy thì con đi ngủ Đi ngủ, đi ngủ. Mỹ Ngọc ngoan ngủ lắm. Ngủ rồi chị hai tỉnh dậy á. Đúng rồi đó con. Dì Tư. Hả? Nếu như bây giờ con đang ngủ mà chị hai tỉnh dậy á, là dì Tư phải kêu con dậy liền nha. Được rồi, dì Tư nhớ rồi. Dì Tư thôi, kêu con dậy. Thôi, dì Tư móc ngoéo đi. Móc ngoéo, móc ngoéo. Đi giỏi ngủ nha. Là chị hai tỉnh. Trùm đậu luôn nó ngợp đó con. Bỏ cái mặt ra. Nhưng mà trùm như vậy mới ngủ được. Trời. Chị hai ơi. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Alo. Sao? Cô ấy đang ở đâu? Được rồi. Alo. Chào bác, con là Thiên Kim nè. Không biết nhà mình á đã xảy ra chuyện gì vậy bác? Hả? Thank you.
Thành Vân à, cô mau tỉnh lại đi. Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều năm tuổi thọ của tôi để cô được tỉnh lại. Cô không thể bỏ đi như vậy được đâu. Mẹ cô đang rất cần cô. Còn Mỹ Ngọc, nó cũng đang rất cần cô. Và còn cả tôi nữa, tôi cũng rất cần cô. Nhất định cô phải tỉnh lại. Cô có nghe tôi nói gì không Thanh Vân? Cảm ơn cô. Tình hình của Thanh Vân vẫn đang nguy kịch lắm, chưa biết như thế nào nữa. Tạm thời mấy ngày nay tôi không thể tới công ty được. Chờ một chút, tôi sẽ xuống xe lấy hồ sơ rồi gửi email cho cô. Alo, anh. Tại sao em lại ra nông nỗi này chứ? Em tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi Thanh Vân à. Anh không thể nào mất em như vậy được đâu Thanh Vân à. Thanh Vân, em yên tâm đi. Nhất định, nhất định em sẽ tỉnh lại. Bằng mọi giá, bằng mọi cách, em phải tỉnh lại. Dù hy sinh bất cứ thứ gì, anh cũng phải làm cho em tỉnh lại Thanh Vân à. Cô nhận đi, tôi gửi mail cho cô rồi đó. Check mail liền nha. Ừ. Tuấn Kiệt. Ủa, gì? Qua đây ngồi đi. Ừ. Nhà mình mà Thanh Vân gặp tai nạn rồi. Cầu mở chủ sống khôn thạc thiện thì phù hộ cho Thanh Vân vượt qua lần này nghe. Cầu mở chủ ơi, tất cả là tại tôi. Chỉ vì một phút sơ sẩy của tôi mà xảy ra chuyện lớn. Tôi thà là người nằm trong bệnh viện. Là tôi chứ không phải ai khác hết. Cầu xin cậu mở chủ hãy cứu Thanh Vân. Ugh!
Hơn lúc nào hết, lúc này con cần phải làm chủ được tình cảm và lý trí của mình. Nếu không muốn sự hy sinh của con và Thành Vân trước giờ đều trở thành vô nghĩa, lập tức rời khỏi đó. Thành Vân, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Cầu xin công mở chỗ cứu Thành Vân. Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ quen rồi. Ngày mai các bác sĩ sẽ hội chẩn lại một lần nữa. Ông ráng lạc quan nha. Tôi thật không ngờ Thành Vân lại dám liều mình để cứu Mi Ngọc như vậy. Nếu không nhờ Thành Vân, có khi người nằm đây là Mi Ngọc. Thành Vân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ông cứ tin như vậy đi. Cổ làm việc tốt như vậy, không lẽ ông trời không có mắt? Vậy tối hôm nay ông ở lại đây với Thanh Vân hả? Để coi ngày mai các bác sĩ nói như thế nào. Nếu cần, tôi sẽ đưa Thanh Vân ra nước ngoài để điều trị. Chỉ cần cô ấy được bình phục. Vậy thì gì? Ông cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Ông mà ngã bệnh lúc này là cả nhà rối tung lên hết đó. Thôi được rồi, tôi về nha. Ông coi lo chăm sóc Thanh Vân đi. Làm cái gì mà không nghe máy không biết. Chán ghê.